Cuộc gọi cuối cùng của ca sĩ Vân Quang Long gọi về cho vợ và dặn, lỡ có chuyện gì phải đưa anh về Việt Nam. Chị Linh Lan, vợ của ca sĩ Vân Quang Long, trò chuyện với báo Tuổi Trẻ Online trong nước mắt về sự ra đi đột ngột của chồng tại Mỹ. Chị đang sống ở Vĩnh Long, Việt Nam nên đành phải chịu cảnh sinh ly tử biệt với chồng. Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online vào tối ngày 29 tháng 12, chị Linh Lan cho biết đang đau đáu rất buồn và hoang mang vì sự ra đi của người chồng. Chị vừa nói chuyện với chồng vào trưa nay, ngày 29 tháng 12 giờ Việt Nam, nhưng chỉ sau 2 tiếng đã nhận được tin dữ từ người cậu ruột của chồng ở Mỹ. Tối ngày 29 tháng 12 thì chị Linh Lan trên đường từ Vĩnh Long về lại Đồng Tháp, quê của ca sĩ Vân Quang Long để gặp bố mẹ chồng bàn chuyện lo hậu sự. Chị Linh Lan nói, ba mẹ của anh Long nói sắp xếp đưa anh về Việt Nam theo ước nguyện của anh. Mấy tháng trước anh có nhắn là nếu có chuyện gì phải đưa anh về Việt Nam, tôi không biết vì sao anh lại dặn như thế. Mấy tháng trước anh gọi điện về khóc và nói là ở bên New York giờ nhiều người chết vì Covid-19 quá rồi, anh rất sợ. Anh nói nếu có chuyện gì mẹ con cố gắng đưa anh về Việt Nam. Nghe vậy tôi bảo anh không được nói như vậy, nếu có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết, nhưng anh vẫn sợ chết. Chị Linh Lan nói thêm, cuộc điện thoại cuối cùng với chồng vào khoảng 1 giờ chiều ngày 29 tháng 12. Vậy mà đến 3 giờ, cậu ruột gọi điện từ Mỹ báo chồng chị đã mất do đột quỵ, thi hài đang đặt trong nhà xác. Khuya ngày 28 tháng 12 theo giờ địa phương tại Mỹ, tức là 15 giờ chiều ngày 29 tháng 12 theo giờ địa phương ở Việt Nam, chị Linh Lan nhận được điện thoại từ cậu ruột của ca sĩ Vân Quang Long tại Mỹ cho biết anh bị đột quỵ và được đưa vào nhà xác. Nghe vậy, người vợ rụng rời. Cuộc nói chuyện cuối cùng của hai vợ chồng tôi là mới hồi trưa ngày 29 tháng 12. Hôm qua anh ấy gửi tiền về cho tôi, đến 13 giờ trưa nay thì tôi nhận được tiền xong, thì đến 15 giờ đã nghe báo tin anh qua đời. Chị Linh Lan không cầm được nước mắt. Khi nghĩ lại những ngày tháng cuối cùng của chồng, chị Linh Lan tiếc nuối khi anh đã không thể trở về Việt Nam bên gia đình trong suốt hơn một năm vừa qua. Một năm vừa rồi thì vợ chồng không được gặp nhau. Tháng 8 2019 là sinh nhật của bé Helen. Anh đã bay về Việt Nam để dự rồi ở đến tháng 10 lại qua Mỹ. Từ tháng 10 năm 2019 cho đến bây giờ thì anh không có về. Hồi Tết 2020 đáng ra anh về nhưng lại nhận được show bên Canada. Sang tháng 2, tháng 3 thì vướng Covid-19. Hồi tháng 9 2020 thì anh định về Việt Nam tổ chức sinh nhật chung của hai vợ chồng nhưng cũng không thể về được. Anh đành ở lại bên đó tự cách ly luôn. Còn bây giờ có muốn về thì cũng không được nữa, chị nói. Trên trang cá nhân của chị Linh Lan đăng chia sẻ khi hay tin ông xã Vân Quang Long mất khiến cho khán giả xót xa, thương cảm. Chị kể xuống một tuần qua bé Helen, con gái của Vân Quang Long và chị, luôn miệng khóc đòi đi tìm cha. Trong video chị còn cười mắng yêu con gái, 1-2 giờ sáng rồi kiếm ba gì giờ này. Sao em lại ngu ngốc như vậy? Em đã không biết anh sẽ ra đi mãi mãi. Sao ông trời lại cướp đi mạng sống của ba Helen để bé mới có 2 tuổi đã mất ba? Một năm rồi Helen không được gặp ba, giờ mãi mãi không thể nào gặp ba nữa rồi, chị viết. Trước mắt thì gia đình chị chưa xác định được ngày cụ thể để đưa thi hài của ca sĩ Vân Quang Long về Việt Nam. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Chị Linh Lan cần bàn bạc với cha mẹ chồng rồi mới đưa ra những quyết định quan trọng. Ca sĩ Uông Hoàng Phúc, em út của nhóm 1088 cùng Vân Quang Long, đầu thập niên 2000, thông tin thêm cha ruột Vân Quang Long đã mắc bệnh tim. Gia đình hiện rất lo lắng cho tình trạng sức khỏe của ông, nhất là khi ông đang chịu cú sốc tinh thần con trai qua đời. Vân Quang Long sinh năm 1979, mất vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 28 tháng 12 giờ địa phương tại Mỹ. Hưởng dương 41 tuổi, hiện tại cơ quan giám định pháp y nơi ca sĩ qua đời chưa kết luận chính thức nguyên nhân tử vong. Một số nghệ sĩ đồng nghiệp như là Lâm Chấn Huy, Quách Tuấn Du, Uông Hoàng Phúc, vân vân, thông tin từ bạn bè, người thân bên Mỹ của Vân Quang Long đều nói rằng anh bị đột quỵ và qua đời.